Chào các bạn, bên mình xin giới thiệu với các bạn bộ sản phẩm dầu gội Biotin của Mỹ. Dầu gội Biotin của Mỹ thì đã rất là nổi tiếng và phổ biến ở trên thị trường Việt Nam. Bộ dầu gội này thì điểm nổi bật của nó là làm hạn chế rụng tóc, kích thích mọc tóc các bạn nhé. Bên mình có hai loại, một loại là cặp dầu gội Biotin dung tích là 385 ml và một cặp là loại 750 ml. Ở trên thị trường thì phổ biến nhất là loại 385 ml này các bạn này. Loại này chính vì độ phổ biến của những sản phẩm này cho nên là hay bị làm giả nhất. Đây là chai xả, còn đây là chai gội các bạn. Về dầu gội Biotin này thì trên thị trường nếu như hàng chuẩn của nó thì nó có hai nguồn là chủ yếu, một nguồn là sản xuất tại Mỹ, một loại là của Anh. Hàng của Mỹ thì các bạn thấy nó sẽ ở chỗ này này, nó sẽ đề là Made in USA. Hàng của Anh thì nó sẽ đề là Made in UK. Mặt đằng trước này nếu hàng của Anh thì nó sẽ khác một chút. Ở đây mình không có hàng của Anh. Bên mình là hàng của Mỹ. Mình sẽ quay chi tiết cận cảnh cho các bạn xem hàng chuẩn xịn của nó thì như thế nào, để các bạn khi các bạn gặp phải hàng nhái hàng giả thì các bạn dễ so sánh nhé. Đây các bạn nhé, các đường nét, các chữ của nó rất là chi tiết và rất sắc nét. Ví dụ như thông tin ở chỗ này, các bạn thấy độ sắc nét của nó. Với hàng nhái hàng giả thì nó không được sắc nét thế này đâu. Đây là chai gội này các bạn này. Dầu gội này mùi rất là thơm. Trong các loại dầu gội bên mình đã bán thì mình phải ghi nhận là cái dầu gội Biotin này, cái mùi của nó mình thích nhất và mùi gần như là mình thấy rất là thơm. Nếu không nó là thơm nhất. Cái mùi thơm của nó như kẹo, ngọt ngọt, rất là dễ chịu, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Dầu gội thì nó sẽ có cái màu màu tím tím. Mình không có phần làm gì để thử cho các bạn nhỉ. Còn đây là
chai to các bạn nhé, chai 750ml. Với dòng sản phẩm chai to này theo mình được biết ý, thì trên thị trường ít bị làm giả hơn. Chai này là chai gội các bạn nhé. Các bạn thấy dầu gội có màu hơi tím tím một chút, mùi rất là thơm. Chai này chỉ cần các bạn cầm lên trên tay thôi đi thôi, ngửi thấy cái mùi thơm ngào ngạt, ngọt như kẹo. Chai này là chai xả các bạn. Mình quay sản phẩm thì mình sẽ quay rất là kỹ, rất là chi tiết để cho các bạn xem gần như như là các bạn đang đến cửa hàng xem trực tiếp nhé. Nên là bạn nào đã chưa biết thì các bạn có thể là xem kỹ, còn bạn nào biết rồi thì nếu mà không thích đoạn nào thì các bạn có thể tua đi. Mình muốn quay các sản phẩm chi tiết và chân thực nhất để chuẩn bị với các bạn. Nếu các bạn có gì cũng góp ý thêm cho mình nhé. Chai xả này thì nó khá là đặc. Bộ dầu gội Biotin này ở bên Mỹ người rất là chuộng, bán rất là phổ biến. Các bạn mua hàng thì có thể vào truy cập vào website bên mình là truonganmat.vn hoặc liên hệ điện thoại Zalo bên mình là 0912 206 029. Bên mình giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.